Các bạn thấy không? Ông khách hàng này là mình lưu ổng là giá 2, thì khi mình bán nó sẽ tự động là bán giá 2, đây là giá khách hàng này. Tiếp theo. Mình bán cái kem chữa to. Đây. Là giá 2 tiếp theo, enter. Rồi. Xong, mình vẫn thanh toán. Hồi nãy mình cho chiết khấu là từ ngày hôm nay cho tới ngày 15 tháng 11 là cái khấu 10% thanh toán. Và tiếp theo là một khách hàng. Nếu các bạn đã có sẵn một số danh sách khách hàng mặc định thân thiết đại lý của mình, thì các bạn vào đây, khách hàng này, khách hàng, họ sẽ cài đặt nhập vào những cái khách hàng của mình vào đây là để mình sẽ lưu lại khách hàng. Đó. Những khách hàng nào, ví dụ mình cho khách hàng anh tổng cầu này sửa lại. Đó. Mình cho khách hàng này là đại lý cấp 1. Ví dụ như vậy đi, thì mình cho là khách hàng này luôn luôn là hưởng được cái giá là giá 3. Đó, thì mình lưu lại là xong. Đó, khi mình chọn khách hàng này với điều kiện là giá 3 thì nó sẽ nhớ giá 3 cho sản phẩm đó. Mình thêm tiếp một khách hàng nữa đi, ví dụ như khách hàng nữa đi. Đó. Khách hàng tiếp theo 0909 0933 173123 đi. Rồi tên khách hàng, tuyến, đơn vị, công ty, phần mềm, toàn cầu, địa chỉ Bình Dương. Rồi bạn lưu lại. Nếu khách hàng này các bạn muốn cho là không phải là cho giá 3 mà các bạn cho giá 2, thì các bạn sẽ chọn một giá 2. Thì lúc này khi khách hàng tới mua hàng thì nó nhớ giá 2 thì lưu lại. Xong. Rất là đơn giản. Đó là mình hướng dẫn các bạn cách để cài đặt một khách hàng. Tiếp theo, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách là cài nhóm và tên của sản phẩm. Mình sẽ vào hàng hóa này. Vào tên hàng hóa. Rồi bây giờ các bạn sẽ tạo nhóm hàng. Rồi nhóm hàng này các bạn sẽ tạo nhóm hàng ví dụ như 01. Mình sẽ tạo thử một món một nhóm cho các bạn xem. Nhóm 1 là như nhà nhóm thứ 1 là mình chọn đi trong mỹ phẩm của mình chia ra nhiều nhóm hàng. Mình nhận là nhóm kem đi. Thứ 1 là kem. Rồi. Enter là xong. Tiếp tục các bạn muốn nữa là như 02 là nhóm sữa rửa mặt. Rồi xong, các bạn đã tạo hai nhóm xong. Bây giờ các bạn muốn tạo sản phẩm của kem thì các bạn chọn nhóm kem, chọn. Thì lúc này các bạn hai trường hợp, các bạn muốn mà những sản phẩm này chưa có mã vạch thì các bạn sẽ check này, thì cái mã này nó tự động nhảy thì cái mã vạch bạn tự cho. Còn nếu như các bạn có mã vạch rồi mà các bạn quét vào để cài tên thôi thì bỏ check rồi đi, thì bạn quét sản phẩm, ví dụ mình quét này, quét sản phẩm này lên, mình mua cái quét một quét này bằng nghe này, quét sản phẩm nó lên, rồi các bạn sẽ cài cái tên của sản phẩm đó vào đây như kem spray. Sữa gạo non, cái sữa bay sữa gạo non nhỏ là mã hàng chứ quên lại đây mã hàng, enter này, kem bay sữa gạo non nhỏ. Rồi đơn vị tính, ví dụ như là tiếp. Rồi giá bán, ví dụ các bạn bán cái giá này là giá lẻ, ví dụ như giá lẻ là các bạn bán là 270.000, cái giá sỉ thứ nhất các bạn bán là 260.000, giá sỉ thứ hai các bạn bán là 255.000, thứ ba đó. Rồi nếu trường hợp này các bạn nhập kho thì nhập vào đây, như là nhập 100 tiếp,
và giá nhập, ví dụ các bạn là nhập 230.000 xong là lưu. Tiếp theo các bạn cài tiếp một sản phẩm tiếp theo thì mình sẽ cũng, nếu các bạn không có mã vạch, các bạn đàn cái tên bất kỳ nào thì các bạn cũng gõ chết vào đây rồi để vạch tự động nhảy, rồi thì nó vào tự động nhảy này tên, ví dụ như vậy game by sữa gạo non lớn tiếp luôn. Rồi các bạn bán giá với điều kiện giá một, các bạn bán lẻ như là 330.000, thứ hai là 300.000, thứ hai là 320.000, rồi thứ ba là 300.000. Rồi đại lý cấp 1 xong. Tiếp theo các bạn sẽ nhập kho, ví dụ là cũng 200 tiếp, giá nhập như là 250, xong là lưu. Đó, các bạn đã tạo xong hai sản phẩm và các bạn nhập kho luôn là xong. Tiếp theo xong thì các bạn xem tồn kho như thế này, mình nhập kho xong rồi xem tồn kho này, tồn kho xem tính tồn kho đây. Thì vừa rồi các bạn vừa nhập là hai sản phẩm, tổng số là 200 tiếp, 100 tiếp là 300 tiếp, tổng số tiền các bạn nhập vào đây là 73 triệu. Rồi bây giờ mình sẽ bán hàng, các bạn xem mình bán hàng. Rồi mình bán, ví dụ mình bán cho ông khách hàng thứ nhất là ông 0933 173123. Đó, mình quét mình bán. Các bạn thấy không, ông khách hàng này là mình đã mình lưu ổng làm là giá 2, thì khi mình bán nó sẽ tự động là bán giá giá 2, đây là giá khách hàng này. Tiếp theo mình bán cái kem chữa to đây là giá 2. Tiếp theo enter, rồi xong mình vẫn thanh toán. Hồi nãy mình cho chiết khấu là từ ngày hôm nay cho tới ngày 15 tháng 11 là cái khấu 10% thanh toán. Tổng số tiền là 522.000, đồng ý. Ra một hóa đơn. Thì hóa đơn này mình view các bạn xem đây. View. Đây. Tên cửa hàng, ngày tháng năm, thu ngân, khách hàng và sản phẩm, và tổng tiền 580.000. Giảm 10% là 58.000, tiền mặt là 522.000. Rất là rõ ràng các bạn. Rồi xong. Đây là mình bán hàng cho khách hàng thứ nhất. Đó là mình bán thứ nhất là nó bán giá 2, và còn nhớ hàng là khi mình bán nó sẽ bán giá 2. Bây giờ mình bán giá lẻ khách lẻ không nhập khách hàng thì như thế nào? Mình quét này, nó sẽ bán giá 1, giá 1 là giá lẻ. Không có lưu khách hàng. Các bạn thấy không? Nó sẽ bắt giá lẻ này là 270.000. Tiếp theo kem kia, kem sữa lớn là 330.000. Đó, rất rõ ràng. Bán lẻ là bán giá 1 sẽ tự động nhớ. Và các bạn thấy không, cái sản phẩm mình bán này là sẽ hiện cái tồn kho lên, cái tồn kho kem sữa non nhỏ lớn này đang tồn là 199 sản phẩm. Rồi mình thanh toán là 540.000, như khách đưa là 550.000, thanh toán đây tổng cộng là 600.000, khách đưa là giảm 10%, còn 540.000, khách đưa 550.000, thu lại là 10.000. Hóa đơn rất rõ ràng, mình chỉ đưa hóa đơn ra tính tiền xong. Đó, mình bán khách hàng thứ hai. Thứ nhất là khách hàng đại lý cấp 2 là nó sẽ là cái giá thứ hai, và khách hàng lẻ là nó bán giá lẻ. Rồi giờ mình bán khách hàng thứ ba nữa, khách hàng này 0909774123. Khách hàng này nó sẽ tự động bán giá 3. Đây, thế này các bạn thấy này. Quét. Đó, thấy không? Giá 3 là có 255.000 thôi. Hồi nãy giá này là giá 1, nó sẽ là 270.000. Giá thứ hai là 260.000 và giá thứ ba nó sẽ là 255.000, nó giảm hơn. Khách này là khách giá lấy cấp 1. Và sản phẩm này mình quét đi thì nó còn số lượng hiện tại còn tồn là 98 sản phẩm. Rồi mình bán khách hàng sản phẩm tiếp theo.
mình bán khách hàng này, giá này là cái mình bán là không có má vạch hay mình bán bằng tay. Enter. Sản phẩm này còn tồn 98/198 sản phẩm. Enter. Rồi. Cũng bán giá 3 tiếp, mình cũng thanh toán. Đồng ý. Rồi. Đó, các bạn thấy không? Rất rõ ràng. Rồi, đây là mình bán những cho bạn, các bạn thấy là ba hóa đơn. Hóa đơn thứ nhất là hóa đơn đại lý cấp 2 là nó sẽ bán giá 2. Đại lý cấp 3, cấp 1 nó bán giá 3 rẻ hơn. Và đại lý và bán lẻ là nó bán giá 1. Rồi, và những cái thời gian khai trương là nó sẽ giảm số tiền 10%. Rất rõ ràng. Bây giờ mình sẽ giới thiệu các bạn cách để bán nợ như thế nào. Hiện tại này các bạn thấy không, trên màn hình mình nó đang này, đang có một cái tiền thu tiền mặt này là 1.561.500 đồng. Ví dụ mình bán nợ đi như thế nào, mình bán nợ mình sẽ nhập ổ khách hàng 909 774 123. Rồi mình bán nợ, mình bán quét sản phẩm này còn tồn 97 cái này, rất là rõ ràng. Rồi tiếp theo bán kem 5 cái đi, sản phẩm này còn gặp 97. Mình thanh toán nợ là F11 này 2.268.000, mình đồng ý. Đây, số tiền phải thanh toán là 2.268.000. Rất rõ ràng các bạn. Đây thì lúc này trên màn hình mới hiện này, hiện tại còn thấy không, đây nè, là tiền mặt mình thu vào là 1.561.500 đồng, và tiền nợ ngày hôm nay là 2.268.000 đồng. Rồi tiếp theo chương trình, bây giờ mình sử dụng cách thứ hai các bạn, cách chiết khấu. Rồi mình không dùng cái chiết khấu giảm giá nào nữa, ví dụ như là hết hạn, hết hạn đi, hết hạn. Rồi mình dùng chiết khấu này, một triệu một điểm, và số tiền lớn hơn 5 triệu là giảm 5%, và lớn hơn 10 triệu giảm 10%. Mình sử dụng phương thức này các bạn thấy. Rồi bây giờ mình dùng này, phương thức này. Rồi mình nhập khách hàng 09 09 774 123. Rồi mình bán. Rồi tiếp theo, sản phẩm tiếp theo là kem 10. Đây, tổng số tiền là 6.241.000. Mình thanh toán, đồng ý. Rõ không? Với số tiền lớn hơn 5 triệu nó sẽ tự động giảm 5% là 328.000 đồng, còn lại là 6.241.000 đồng. Đó, rất rõ ràng. Số điểm của khách hàng hiện tại là 1 triệu 1 điểm, mà người ta mua tới 6.241.500 đồng, thì số điểm mới của người ta hiện tại là 6.241 điểm. Đó, rõ ràng các bạn thấy, rõ ràng số điểm. Tiếp theo giờ mình mua thêm với số tiền là trên 10 triệu, này hiện tại này trên 5 triệu, từ 5 triệu đến 9.990.000 là giảm 5%. Bây giờ mình mua thêm, khách hàng mua bắt đầu mua 10 triệu đi, như thế nào? Mình nhập khách hàng tiếp theo 0909774123. Rồi mình bán này, bán đơn hàng 10 triệu. Rồi tiếp theo, $13.894.000, mình thanh toán, đồng ý 10%. Đây, với số tiền lớn hơn từ 10 triệu đến về sau, thì số tiền phần mềm nó sẽ tự động giảm cho khách hàng này là 10%. Đó, đây là cái chiêu để mà khách hàng người ta, cái cửa hàng người ta thường để áp dụng để cho khách hàng người ta lái với những người đại lý, với lái với số lượng bắt đầu lớn hơn 5 triệu thì nó sẽ giảm 5%, và bắt đầu với số tiền lớn hơn 10 triệu trở về sau là nó sẽ giảm 10%. Có nghĩa là bắt đầu từ số tiền cộng dồn 10 triệu nó sẽ giảm đi số tiền là 10%. Đó, rất là rõ ràng.
Rồi giờ mình bắt tiếp khách hàng thứ hai, tiếp khách hàng nữa này thế nào coi. Mình bán số tiền dưới 10 triệu coi. Mình thanh toán. Đồng ý. Đó, nó cũng giảm 10%, thế là bắt đầu khách hàng đã mua đúng 10 triệu trả về sau. Số tiền cộng dồn 10 triệu doanh thu của khách hàng đó, thì bắt đầu những khách hàng này mua tiếp theo là những hóa đơn tiếp theo thì nó sẽ tự động giảm 10%. Nghĩa là những cái tích lũy đã 10 triệu rồi thì trở về sau là khách hàng đến mua hàng là nó sẽ tự động giảm 10%. Nghĩa là mình đã mua nhiều lần cộng dồn với số tiền của mình là 10 triệu đồng thì bắt đầu từ hôm nay cho tới về sau mình mua hàng là nó sẽ tự động giảm 10%. Đó là những cái này là mình kích thích cho khách hàng để lấy hàng, và đúng số tiền đó rồi bắt đầu về sau là người ta được khuyến mãi. Đó là một cái quản lý và chặt chẽ và đã kinh doanh cho khách hàng, người ta lấy hàng của mình khuyến mãi cho người ta. Đó. Thứ nhất mình giới thiệu về phần mềm của mình lại. Thứ nhất là mình sẽ cài đặt sẵn, áp dụng sẵn mẫu trợ lý, mẫu khách hàng thân thiết, mẫu mức giá khác nhau. Thì khi khách hàng đó tới thì phần mềm nó sẽ tự động hiểu mức giá đó, nó bán cho khách hàng đó. Mình không nhớ nữa, mình áp đặt cho một khách hàng là một mức giá, thì khi khách hàng nó mua thì nó sẽ tự động nhớ giá đó, nó bán cho khách hàng. Thứ hai là mình áp dụng những hóa đơn nào bắt đầu khách hàng đã cộng dùng bao nhiêu tiền đó là được giảm 3% hay 5%, và đến mức số tiền lớn hơn thì được giảm 10%. Với số tiền là số tiền cộng dồn thì những hóa đơn tiếp theo là nó tự động giảm cho khách hàng đó. Rõ ràng rồi, để mình đã giới thiệu sơ qua cách bán hàng rồi, bây giờ mình chỉ giới thiệu cái báo cáo bán hàng. Đây mình xem doanh thu hóa đơn. Hôm nay mình sẽ bán được 7 hóa đơn và tổng số tiền mình bán được là 27.535.000, giảm phần trăm là 2.425.000, còn tiền thực tế thu được là 25.110.000. Đó, rất rõ ràng các bạn. Tiếp theo là doanh thu bản kê chi tiết. Chi tiết hôm nay mình bán sản phẩm kem phai sữa gọn non lớn bán được 38 tiếp và nhỏ bán được 63 tiếp. Tổng số tiền là 27.535.000. Rồi mình xem chi tiết lãi lỗ thì thế nào. Lãi lỗ thì trong mình bán trong này là đó là 6 đơn hàng. Đơn hàng thứ nhất là mình lãi là 1.800.000. Đơn hàng thứ hai lãi là 70.000. Đơn hàng thứ ba lãi 80.000. Đơn hàng thứ tư lãi 1.525.000. Đơn hàng thứ năm lãi 30.000. Đơn hàng thứ tư lãi 40.000. Đợt hôm nay mình bán số tiền mình lãi là 1.120.000 đồng, rất rõ ràng cho cửa hàng của mình. Nếu mình lãi lỗ theo khách hàng thì mình bấm doanh thu lãi lỗ theo khách hàng. Đó, nếu mình bán hôm nay mình bán cho công ty toàn cầu, mình lãi được là số tiền là 3.325.000 đồng. Đó là cho công ty toàn cầu. Còn nếu như mình bán tiếp theo khách hàng thứ hai, công ty phần mềm toàn cầu, mình lãi được số tiền là 100.000 đồng. Nên tổng chi tiết lãi lỗ hôm nay, đó, mình lãi thế này. Tại vì công ty phần mình toàn cầu mình có một cái khách đơn hàng nợ là 2.000.000 mấy nữa. Rồi mình xem tiếp theo là xem cái công nợ. Đây công ty toàn cầu nợ là số tiền là 2.268.000 đồng. Rồi mình xem cái tồn kho. Còn thấy không, rõ rõ ràng mình nhập số lượng là 200 tiếp, mình xuất đi là 38 tiếp, số lượng còn tồn lại là 162 tiếp.
Tương tự như vậy, đã nhập 100 tiếp, xuất đi 63 tiếp, còn tổng lại là 37 tiếp. Và số tiền còn tồn trong cửa hàng của mình là 49.010.000 đồng. Đây là thống nhập xuất tồn. Rồi mình gọi là thống kê xuất bán. Mình bán số tiền là 27.535.000 đồng. Thống kê nhập là nhập 73 triệu. Và còn tồn lại hiện tại này, em thấy không? Tồn lại này, tồn lại là cửa hàng là 49.010.000. Mình biết được hôm nay là cửa hàng của mình đến thời điểm này còn tồn bao nhiêu sản phẩm và sơ giao vốn của mình cửa hàng còn bao nhiêu để mình biết, mình cân đối, mình nhập hàng và mình điều tiết cửa hàng để mình kinh doanh cho nó chi tiết hơn và rõ ràng hơn. Đó là cái bản kê chi tiết nhập xuất tồn của mình. Đó, rất là các bạn ha. Đó xong thì một phần mềm chuyên quản lý cho cái mô hình sửa tạp hóa hay là cửa hàng mỹ phẩm thì nó có là bán hàng, nhập chất tồn kho, báo cáo lãi lỗ, doanh thu hàng ngày và công nợ của khách hàng. Đó, và tích lũy điểm, mình muốn xem tích lũy điểm khách hàng vô báo cáo điểm, chi tiết điểm. Điểm tổng hợp. Hôm nay này công ty toàn cầu này. Có số điểm là 21.280 điểm. Đó ra. Rồi mình xem cái doanh thu của khách hàng. Mình biết là năm nay, tháng này hay là quý này khách hàng nào lấy với số tiền là bao nhiêu. Đó. Mình xem này, công ty phần mềm toàn cầu. Là doanh thu tháng này hay là năm nay mình sẽ lấy hàng của mình là 522.000. Công ty toàn cầu doanh thu là 24.048.000 đồng và bán lẻ là 540.000 đồng. Đó. Doanh thu của từng khách hàng, nghĩa là năm nay hay tháng này quý này là khách hàng nào, đại lý nào lấy hàng của mình và với số tiền là bao nhiêu. Đó, đó là cái tổng doanh thu của từng khách hàng và là bán kê chi tiết bán hàng thì nó sẽ là chung và đây là doanh thu của từng khách hàng thôi, doanh thu khách hàng và là lãi lỗ theo khách hàng là thế này, lấy những cái sản phẩm nào, rõ ràng các bạn.